Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay bên shop giới thiệu với các bác là giống dưa chuột. Đây gọi là dưa chuột lép lon nha. Cái nọc quả của nó thì không phải là quả dài, nó sẽ là hơi ngắn một chút. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm một gang tay hoặc là nhỏ hơi ngắn hơn một chút. Hàng này là hạng trung các bác ơi. Nhưng mà tỷ lệ lẻ mầm và lên cây thì rất là ok nha. Đó. Một gói như thế này là hàng nguyên bao bì đây này. Đến shop nhập khẩu trực tiếp từ bên Trung về. Đấy. Một gói này 30 hạt các bác nha. Dưa chuột lép non. Tức là cái hạt của nó sẽ rất là bé. Và nó rất là mỏng. Ăn rất là ngon, thơm. Từ một dàn dưa thế này có mà tha hồ ăn. Mà trồng lại dưa sạch của mình, không phải lo về thuốc thang. Ăn rất là an toàn.